Rồi bây giờ chúng ta nói về chi tiêu đầu tư y ha. Trước hết tôi nhận xét về nhóm trình bày về đề tài chi tiêu đầu tư. Vậy ở đây thứ nhất nói về ưu điểm thì nhóm có một số ưu điểm rõ ràng. Thứ nhất là slide trình bày rõ và rất là tươi sáng, đúng không ạ? Chữ to, ngồi rất là dễ thấy. Thứ hai đó là có ví dụ minh họa rõ ràng. Và một ưu điểm thứ ba mà các nhóm trước chưa có, đó là phối hợp nhóm tốt. Nhóm rất là đoàn kết, tức là thể hiện thấy rằng tất cả các bạn thành viên trong nhóm đều có thể nắm được vấn đề. Cho nên khi mà ở dưới hỏi á, thì cứ bạn nào mà trả lời được là trả lời hết. Chứ còn tôi lưu ý là những cái trường hợp mà ví dụ cả nhóm 5 người nhưng mà chỉ có 1-2 người trả lời á, thì nhiều lúc, đặc biệt là nếu mà chỉ có cái người mà thuyết trình trả lời á, là nhiều lúc tôi tưởng rằng chỉ có cái người đó làm việc thôi, còn mấy người khác là không có làm việc, không có nắm vấn đề cho nên không trả lời được nha. Thì cái nhóm thứ ba này thì thể hiện một cái ưu điểm rõ như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số nhược điểm, mà nhược điểm ở đây chủ yếu rơi vào người trình bày. Đó là người trình bày cố gắng nên được tự tin hơn nha. Và một điều tôi cần lưu ý, tuyệt đối khi đứng trình bày trước đám đông, các anh chị không được bỏ tay vào túi quần, vào túi áo. Tuyệt đối nha. Thậm chí tôi nói là ngứa cũng được gãi. Đúng không? Rõ ràng luôn, đứng trước đám đông. Một điều nữa, hôm qua cái lớp bên kia bị, mà lớp mình chưa bị, đó là đang trình bày tự nhiên cái bạn vui, bạn cảm thấy buồn cười á, thì em bạn cười như nắc nẻ, cười hết 5 phút đồng hồ luôn, rồi sau đó mới trình bày tiếp. Cho nên là tuyệt đối là khi trình bày trước đám đông, những cái lỗi như vậy là ta không được phạt nha các anh chị. Hoặc là đang ngồi mà đàm phán với đối tác cũng vậy ha, hoặc là đang đứng mà nói chuyện với đối tác cũng vậy. Cái cách mà đứng mà bỏ tay vào túi áo hoặc là túi quần á là nó không có nghiêm túc, đúng không? Cái đó chỉ có đứng nói chuyện với bạn bè được thôi. Còn đối tác thì đám đông là ta không được dùng cách nói như vậy. Và ngoài ra đừng chép miệng. Tôi ví dụ như tại sao bạn cứ chép miệng vậy ta? Là do thói quen hả? Hay là tại do lúc đó lo quá quên bài rồi chép miệng, trời ơi phải chi mình thuộc bài hơn tí. Có không? Hả? Lúc đó tôi thấy bạn chép miệng liên tục luôn, lúc đầu cũng có. Nhưng mà càng nói cái về sau á, đến đoạn sau là thấy bạn bối rối thấy rõ và bạn chép miệng liên tục. Đúng không? Rồi thì đó là một số vấn đề. Còn bây giờ tôi trả lời các câu hỏi mà các chị đặt ra, thì tôi hy vọng rằng trả lời là coi như là các chị hiểu bài rồi ha. Cái thứ nhất đó là tôi muốn hỏi nhóm, mà tại hồi nãy nhóm nhận được nhiều câu hỏi quá, cho nên là vậy thì một vấn đề đặt ra là từ nãy đến giờ khi mà ta nghiên cứu về các nhân tố tiêu dùng và tiết kiệm á, thì mỗi nhân tố ta chỉ nói có một hàm à. Mặc dù cái nhóm thứ hai cũng đã nói rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng và tiết kiệm, mà trong đó lớn nhất đó là lòng tin của người dân. Mà đúng rồi, đúng không ạ? Tức là bạn đã phân tích được cái lòng tin của người dân. Ví dụ như trường hợp của Mỹ, tại sao sau sự đổ vỡ của hàng loạt các ngân hàng và hệ thống tài chính năm 2008, ý, họ làm gì? Như bạn vừa nói á, không có két sắt nào để ở nhà. Nhưng mà tôi nói thật luôn, với trường hợp của nước Mỹ mà mua két sắt để ở nhà rất là nguy hiểm, cướp nó vào đó. Là đúng rồi, nó lấy luôn két sắt và nó sẵn lòng nó giết chủ nhà. Nó liều mạng lắm các anh chị nha. Rất là gan, tức là rất là liều mạng, là người dân Mỹ chứ người, cho nên là không nên tí nào hết. Nhưng mà tại người ta mất lòng tin, tại vì tiền người ta gửi ngân hàng, khi ngân hàng tuyên bố phá sản thì tiền của người ta cũng sẽ bị hao mòn theo cái, vì nó sẽ được phân chia và chi trả theo luật phá sản. Cho nên còn được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Các anh chị hình dung được không ạ? Rồi và nhóm cũng đã đưa ra được một cái ví dụ rất là hay, đó là ví dụ về Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay tại sao mà tỷ lệ tiết kiệm càng lúc càng giảm? Là vì người dân Trung Quốc tin tưởng ở chính sách của chính phủ. Cho nên mới có hiện tượng tháng 8 năm 2009, tức là sau hơn một năm thực hiện các chính sách kích cầu cho tợ. Sau hơn một năm thực hiện các chính sách kích cầu thì thấy là nền kinh tế Mỹ phục hồi rất là chậm chạp. Thì đến tháng 8 năm 2009, Tổng thống Barack Obama của Mỹ đã phải lên đài truyền hình của Mỹ và đọc một cái bài kêu gọi người dân Mỹ làm gì? Tiêu dùng đi. Kêu gọi người dân Mỹ hãy chi tiêu tiêu dùng đi. Bởi vì nếu người dân Mỹ không chi tiêu tiêu dùng thì không cách nào nền kinh tế nước Mỹ phục hồi. Ha. Thì những cái nghiên cứu như vậy rất là hay nha các